Hello mọi người, thì ngày hôm nay tụi mình sẽ đi vào chợ ha, vào chợ Mỹ để mua một số đồ. Đây, cái chợ này là chợ Mỹ mọi người. Bình thường thì hay đi chợ châu Á, bữa nay đi chợ Mỹ rồi xí nữa vòng qua chợ châu Á sau. Đây người ta bán hoa quá trời này, hoa dễ thương ha. Mua mấy cái chậu này về bỏ trong phòng cũng đẹp nè. Mình thích cái cây này này mọi người. Quá dễ thương quá. Không biết bao nhiêu đây. Ta không để giá mọi người ơi. Không thấy để giá ở đây á. Nhìn nó dễ thương ha. Nhưng mà nếu mà mình muốn mua cây á, thì phải đi vào cái chợ người ta chuyên cây luôn á, thì nó đẹp hơn và nó rẻ hơn. Qua bên này mình coi có trái cây gì mình mua về mình ăn luôn này. Bên này có dâu tây này. Dâu tây bữa nay bao nhiêu rồi? Organic thì là 6 đồng một hộp như này, còn loại bình thường thì 5 đồng. Mình sẽ mua loại organic đi ha. Mua loại organic thêm 1 đồng mua organic ăn cho nó đã. Bên này có mâm xôi màu đỏ này. Bên này 5 đồng 49. Ô có nghệ này. Người ta ở đây người ta bán nghệ tươi này mọi người. Cái này mua về để mà mình kho cá hoặc là nấu lươn á. Bữa hôm mình đi tìm mà không thấy, bữa nay thấy người ta bán quá trời luôn á. Kiwi bữa nay 4 đồng 29. Mà it's too sweet. Chồng mình thích ăn bánh này mọi người này. Mountain cookie, cái hiệu này mà mình không thích. Bánh quy này nó ngọt lắm. Ngọt liệm luôn á. Đây bên này có peanut butter này. Này là vị bơ đậu phộng. Đó, cái này là ginger, vị gừng. Mình lại không thích ăn cái này. Đây người ta nguyên cả dọc này toàn là bánh hết. Oreo này. Đó. Biết Việt Nam có Oreo loại vị chanh hay không? Đây, mình chưa bao giờ thử này. Chỉ mới thử cái loại này thôi, loại màu đen thôi. Không biết là chắc Việt Nam cũng có chứ ha. Ừ. Đây này, này là hạt điều hả? Đây, vị hạt điều này, ở bên trong nó màu xanh lá cây, nhìn lạ ha. Này vị dừa này, Oreo vị dừa, chưa bao giờ thử luôn. Mấy cái này thì ăn ngon nhưng mà thực sự là nó ngọt quá mọi người. Kẹo chua này bữa hôm chồng mình mua xong đem về Việt Nam cho thằng cu em mình á. Mà nó chua quá, ăn thì cũng được, mấy bọn con nít là thích ăn kẹo chua như thế này này. Rồi đây có kẹo sâu này mọi người. Đó, quá trời luôn. Thì bên này có kẹo dẻo hả? Sô-cô-la cũng quá trời luôn này. Jelly bean này. Để mình coi có kẹo thối không. Kẹo thối nó cũng giống như này này. Có kiểu jelly bean này nhưng mà nó thối kinh khủng lắm. Bữa hôm thấy người ta bán mà không biết bữa nay có bán không. Mua về làm thử thách chơi cho vui. Chà, bên này mọi người. Bên này là bọng ngô, bắp cam bơ. Nhưng mà cái loại này bự ha. Loại này 6 đồng một gói bự như vậy. Đây là thiên đường về kem mọi người. Quá trời loại kem luôn. Chắc có lẽ là mình sẽ mua thử cái loại này coi, loại trái cây này này. Đây người ta có mâm xôi màu đỏ này, lựu này, rồi dưa hấu này. Mình nên lấy loại nào đây ta? Mình mua loại mâm xôi đi ha. Hay là lựu thôi. Mình sẽ lấy mâm xôi đi. Thử coi như này. Bên này người ta bán cá hồi này mọi người. Đó, quá trời luôn. Có cả gì nữa. Cái này là con gì đó, sò điệp này. Sò điệp người ta làm sẵn rồi, mình mua về nữa thôi. 12 đồng 1 pound. Mọi người có biết cái này là gì không? Này là xương dành cho chó đó. Đây, một cục xương bự luôn.
xương này xương bò hay là xương gì gì á, nhưng mà mua về cho chó nó gặm. Đây, ở nhà ai có chó thì mua cục xương này về này, vui ha. Này, một cục bự như thế này là 10 đồng chín chín luôn. Này xương bò, cục dưới này nhỏ hơn thì 4 đồng chín chín một cục như thế này. Cho mấy con chó nó gặm, nó mài rắn. Qua đây là cây hàng hải sản đông lạnh. Đó, cái chợ Mỹ này là không có đồ tươi đâu mọi người. Chợ này là toàn đồ đông lạnh không thôi. Khi nào mà tụi mình đi chợ châu Á mới có đồ tươi kìa. Này, tôm này người ta bỏ trong cái bịch như thế này. Đấy. Giá gốc của nó là 23 đồng 98, sale còn 15 đồng 98 nữa. Thì nó cũng rẻ nhưng mà thực ra là nó không có ngon. Đông lạnh á. Dưới này cũng vậy này. Dưới này là có mực này, 5 đồng 99 này. Từng đó chắc khoảng tầm 10 con á ha. Bên này là con sò người ta bóc sẵn ra rồi cũng 6 đồng này. Bên kia là thập cẩm, hải sản thập cẩm này. Đó, người ta hút chân không hết cả rồi. Dưới này nhận tôm này mọi người. Nhận tôm bự không? 10 đồng 99. Đấy, sale giảm còn 9 đồng 99 nữa. Giảm có 1 đồng à. Bên này nhận tôm mà loại nhỏ này. Đó. Loại bự hơn nữa là 17 đồng 99 mọi người. Nhưng mà chồng mình không có cho mình ăn này. Chồng mình bảo là nhận tôm này ăn không có tốt á. Mình thích ăn tôm này mình mua tôm tươi về nhau mình luộc thôi. Cái nhận tôm này nhiều người ăn là vì nó thấy nó lạ, thấy nó bỏ trong cái vòng vòng như vậy đẹp á, chứ nó ăn không có ngon đâu. Cái này là bacon pork steak này. Là giống như kiểu là thịt mà thịt heo á, nhưng mà nó làm theo kiểu cái gậy gậy như này này, thịt bacon á. Chồng mình chưa bao giờ thử này hết. Mình thì tất nhiên chưa thử rồi. Nhìn nó lạ ha, nhưng mà mình nghĩ là không ngon đâu. Mấy hàng đóng gói này thì mình sợ không ngon á. Bacon thì mình mua thịt tươi về xong mình tự làm thì nó ngon hơn. Còn bên này là phô mai này mọi người. Đây, đầy đủ các loại luôn. Nguyên một dọc luôn. Một bịch như thế này là 4 đồng 49 nè. Tầm bao nhiêu đây? 18 miếng như thế này. Bên này thì có phô mai dạng giống như là dạng sợi. Người ta cắt sẵn đây rồi. Màu vàng có mà màu trắng cũng có. Còn dưới này là nguyên một cục luôn. Bự giả bá luôn. Đầy đủ ha. Hồi mới đầu qua Mỹ mình không biết ăn mấy cái loại phô mai này đâu mọi người. Mình toàn đi tìm phô mai con bạc cười không à. Mà không phải chợ nào người ta cũng bán á. Bữa hôm ở trong, ở đây nè. Đây phô mai con bạc cười nè. Đây, loại này. Đó. Này là như bữa nay sale còn bao nhiêu nữa? Hai cái hộp như này 5 đồng. Đó. Còn bên này là các bạn biết cái gì đây không? Cái này này. Xí nữa, bây giờ là mới sáng sớm, bây giờ mới 7 giờ sáng thôi mọi người. Bọn mình đi chợ hơi sớm. Thì ở cái chỗ này là người ta sẽ bỏ các loại súp á, người ta nấu á. Đây, có menu này. Đó, rồi mình ăn loại nào á thì mình sẽ lấy cái này, cái hộp này. Mình tự múc vào và đóng gói đi ra tính tiền sau. Đó, bây giờ là chưa có này, sớm quá chưa có. Còn bên này là các cái hạt ô liu á mọi người. Đủ thứ hạt, xong bên này là nấm này. Mấy này mình cũng thích ăn lắm. Này mình mua về mà ăn với lại là pizza cực kỳ ngon luôn. Mọi người biết cái gian hàng này là người ta bán gì không? Cho ngày Valentine đấy. Đó. Sô-cô-la thì quá trời luôn ha. Người ta sale còn 15 đồng nữa này. Giá gốc của nó là 20 đồng. Nguyên một cái hộp sô-cô-la bự chả bá này luôn. FA mà vào đây là hơi buồn đó. Hey, happy Valentine's Day. Đó. Bây giờ ngày mấy rồi ta? Còn một tháng nữa mà người ta đã trưng bày những cái thứ này rồi. Này bên này dễ thương ha. Này là nguyên cả một cái hộp người ta làm giống như là sô cô la mà người ta bó thành một cái bông hoa mọi người. Hey, nhìn dễ thương ha. Này bao nhiêu ta? Cái này mình không thấy đề giá ha. Không biết bao nhiêu hết. Nhìn dễ thương thiệt chứ. Đây, mấy bạn mà ở Việt Nam á, nếu mà chưa biết
cái idea nào để mà tặng quà Valentine cho người mình thương. Nhìn cái này này, mua một cái bình như này về này, xong thả sô cô la vào, rồi mình mua sô cô la về. Cái này mình cũng tự làm được, mình mua về xong mình mua cái khuôn á, mình nấu sô cô la lên thành cái khuôn hình trái tim này này, xong bó lại, ra ngoài chợ mua mấy cái này này, cái bó quá đó, nhìn dễ thương. Cái này dễ thương hơn này, này trong trong này có con gấu, xong rồi mình mua sô cô la bỏ vào cái hộp hình trái tim. Cái này tự làm luôn á, nhìn nhìn thì nhìn có vẻ long lanh nhưng mà cực kỳ dễ làm. Cái này cũng dễ thương này. Cái này là mình mua sẵn cái bình ở ngoài ha, rồi mình mua cái màu này này, rồi mình mua này này, xong mình vẽ hình lên. Nói chung là nghe Trang Anh mà giới thiệu thì nó đơn giản lắm, nhưng mà không biết các bạn làm được hay không đó. Cái điều đặc biệt đó, mà ở bên Mỹ mà các bạn vào những cái chợ Mỹ như này này thì đồ ăn đó, hầu hết là những cái đồ mà đông lạnh và đóng gói như này. Đây là thuốc nhuộm tóc đó, tự dưng mình lạc vào cái khu hàng này luôn. Đây là các loại thuốc nhuộm tóc này mọi người. Bên này là những cái đồ dùng cho chị em phụ nữ này, như là dây cột tóc này, kẹp này, gương lược đó, quá trời. Còn bên này là xà phòng này, sữa tắm này. À, mấy bạn hỏi là tóc mình xài hãng sữa hãng dầu gội nào thì mình xài Tresemme này nha mọi người. Mình xài loại trắng á, là mình để conditioner này, là mình để xả, còn loại đen á, là cái loại dầu gội, xả và dầu gội người ta bán đi theo cặp như vậy luôn đó. Giá trên kia này nó có 5.49 đồng, mà mình xài từ hôm bữa mình qua Mỹ đến giờ là hơn 6 tháng rồi vẫn chưa hết. Này thì có Pantene nè, Dove nè, đó, quá trời luôn. Còn qua bên đây là hàng vitamin, vitamin các loại đấy mọi người, vitamin C này. Ở trên này là blood sugar. Ờ, cái này là bổ sung cho máu á, các loại vitamin, cái gì cũng có hết đây hết. Này là có cái kẹo này này, kẹo này mình ăn vào á, cho nó gọi là cung cấp canxi. Đó, cung cấp canxi. Ở đây toàn những cái loại mà vitamin dạng như kiểu là dạng kẹo á mọi người, mình ăn được luôn á, mình ăn nó ngọt ngọt á. Mình cũng hay mua mấy loại này về ăn lắm, kiểu như đến mà đến ngày đến tháng của phụ nữ con gái á, thì mình hay bổ sung thêm vitamin. Còn ở đây thì dành cho bà bầu này, đây loại này dành cho bà bầu này là giá sale còn 13.99 đồng nữa. Big deal này, các bạn mua hai cái này, hai hộp này tao bự có 6.99 đồng thôi, rẻ ha. Trong này là những cái viên ngậm đó mọi người, bổ sung chất vitamin rồi tốt cho xương rồi là nói chung là đủ kiểu hết. Hình viên kẹo này, mấy này thì con nít á đưa cho nó ăn á thì nó dễ hơn. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ vào chợ Hàn Quốc. Đấy, cái gì đây, hạt dẻ này, hạt dẻ nguyên một bịch như này bao nhiêu đây, 3 đồng, cũng rẻ. Bên đây trái cây này, trái cây quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ mua gì ta, mình sẽ vào mua rau đi ha. Cái chợ này rau nó rẻ lắm mọi người. Hàn Quốc thì nổi tiếng mấy cái loại nước này mọi người này, nước ngọt á đó. Mình rất là thích uống mấy cái loại nước nha đam này, rồi nước đào, có cả nước dừa trong kia nữa, quá trời luôn ha. Khi là người ta đang làm đồ ăn này mọi người. Đây có bạch tuộc này, này luộc sẵn luôn, có cả nước chấm cho mình luôn, 7.48 đồng. Đây đồ ăn sẵn này, này là bibimbap. Ở đây người ta nấu ngon lắm, mình nói chung là mình thích ăn đồ ăn sẵn ở đây người ta làm.
và đây là hải sản. Mọi người nhìn cái con ốc vòi voi này, đây mới gọi là ốc vòi voi này mọi người, cả bá luôn. Còn cái con ốc tù hài nó lại khác, nó nhỏ hơn con này này. Trời, nó con trong kia nó bự hơn cả cái bàn tay của mình luôn á. Đây là ghẹ này, bên này là nghêu, nghêu từ 5 đồng 49. Wow, bên này con sò nè, bự chả bá luôn. Ôi sao nó bự vậy ta. Có cá sống này, cu này, của tôm hùm mắc á, tôm hùm đây mắc quá, mắc hơn bên chợ Việt nhiều. Đây là ốc đông lạnh này, ốc gì đây, nhìn lạ kỳ ha. Ghẹ này, đó, cá nhiều loại này, tôm này chả bá luôn này, tôm bự thôi. Bạch tuộc này mọi người, con này cá gì mà nhìn nó bự ghê hết. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào chợ châu Á nha. Nãy đi chợ Mỹ rồi, giờ đi vào chợ châu Á, cái chợ mà hàng ngày mình vẫn đi vào. Bên này trời mưa này mọi người, trời mưa nên là vẫn không có đông người lắm. Này. Này mình lựa cái giờ ít người mình đi ha, đi cho dễ làm video cho mọi người coi, không là đông người quá, đông người quá thì. Ồ, bên này bữa nay người ta bán đồ Tết này mọi người. Qua bên này lựa rau này, bên này không biết ăn rau gì đây mọi người. Mình sẽ mua măng tây về để xào tỏi ha. Măng tây bữa nay nhìn không được ngon lắm, nó hơi khô á mọi người, khô quá. Mình sẽ mua nấm để bữa nào nấu lẩu á. Mua thêm nấm màu nâu này nữa. Có loại cải thì loại nhỏ thì nó mắc hơn này mọi người, còn loại bự thì nó rẻ hơn. Mình sẽ mang cái loại bự này về ăn. Chợ châu Á là lúc nào cũng có mấy cái chân gà này nè, rồi củ gà này, rồi mà nội tạng các kiểu, có hết tim này, đó, quá trời luôn, nguyên đầu con vịt luôn rồi mọi người. Sự khác biệt quá lớn giữa chợ Mỹ và chợ châu Á. Đây mọi người ơi, mình đi chợ về đây rồi này. Đấy. Mình muốn là mua cho nhanh để mà mình về, tại vì là trời mưa với lại chồng mình đợi ngoài á, nên là mình tắt máy luôn, mình đi thẳng về nhà thì để quay tiếp cho các bạn, thì để xem bữa nay là mình mua được những gì nha. Đây thì bên này á là đồ mua ở chợ châu Á này. Mình mua thịt ba chỉ. Ba chỉ này để mình làm kho quạt. Ở đây là sườn sườn heo non này mình nấu canh. Cái này là sò, sò này thì mình sẽ hấp chấm với mắm gừng, ngon lắm. Cái này là trái bí đao này. Cái này là súp lơ xanh. Mình á, mình không ăn được súp lơ trắng mọi người, chỉ ăn được mỗi súp lơ xanh thôi. Tại vì hồi bé mình bị ngộ độc một lần, lúc đó lớp 3, lớp 4, từ đó không ăn súp lơ trắng luôn. Còn cái này là hành này, hành thì mình trồng nó hết rồi, đây là mình phải mua về để mà mình cho vào canh á. Đây là cà rốt. Còn đây là cải thìa này, mua nguyên một bịch như này luôn. Này để xào.
Lúc nãy mình định mua nấm để mà làm lẩu á mọi người, nhưng mà mình lại nghĩ lại là thôi bữa nay làm món sò này này, nên là để món lẩu qua ngày mai ngày mốt, thì ngày mốt mình ra mua cũng được. Còn bên này á là cái bịch này này là mình mua ở chợ Mỹ lúc nãy á. Thì đây là mình có bánh mì này, cam này. Cam thì mình mua có trái cam thôi, tại vì mình sợ là nó không có ngọt á, hay là mình mua một trái để mình thử coi, nếu mà ngon á thì mai mốt mình ra mình mua nữa. Này là tương Hàn Quốc. Cái tương Hàn Quốc này là lúc nãy mình vào chợ Hàn Quốc, mọi người có ghé qua chợ Hàn Quốc á thì mua này. Cái này là dâu tây này. Cái này là bơ. Bơ chồng mình mua để ăn với lại là bánh mì á. Còn ở đây là mà gì đây? Cái này là mà hem á mọi người. Hem, hem ăn ăn với bánh mì luôn. Cái này là phô mai này. Đây là kem này. Đó, kem này là mình phải bây giờ mình sẽ phải bỏ vào tủ lạnh liền, không là nó chảy ra. Đây là sô cô la. Đó, thì bữa nay là mình đi chợ là mua được từng này đấy. Đó, mua được từng này. Thì để mình coi cái bill là bao nhiêu nha. À đây đấy, quên giới thiệu cái nước này, nước Nha Đam. Nước Nha Đam cực kỳ ngon luôn. Mình thích uống cái loại Nha Đam đó lắm á mọi người. Uống nó mát mà nó không có quá ngọt, nó có một chút vị chua chua mà ngọt thanh thanh ngon á. Thì lúc nãy là tụi mình đi qua chợ châu Á, chợ Tàu là 35 đồng cái bi, còn chợ Mỹ là 30 đồng, là tổng cộng 65 đồng. Còn cái chai nước tương này là 5 đồng ở chợ Hàn Quốc. Nãy vào chợ Hàn Quốc mà kiểu như là bữa nay người ta không có bán nhiều đồ mọi người. Vào chợ Hàn Quốc là chủ yếu mua đồ ăn, mấy cái đồ đóng hộp á, mà người ta không bán nhiều, nên là mình mua có mỗi chai tương này để mà mình về mình làm cái món ghẹ ngâm tương hàn á. Đó, để có tương hàn mới ngon. Thì cho là tổng cộng là 70 đồng, bữa nay đi chợ hết 70 đồng mọi người. Đó, thì tuần này là mình ăn được khoảng tầm 3-4 ngày đó. Thì vậy, nói chung là tính sơ sơ là vậy. Rồi vì là chợ Mỹ nó không như là chợ Việt Nam, là mình ra là mình mua được đồ liền, là mình phải chạy xe đi ra cũng mất là khá nhiều thời gian. Mỗi lần vậy là mình phải mua nhiều đồ về một lần luôn á. Thì ví dụ như mình nấu món bữa nay như này thôi, nhưng mà ngày mai ngày mốt mình lại tự dưng thấy thiếu một cái gia vị gì đó. Ví dụ như nãy mình quên mua ngò rí với lại là ngò gai này. Đó, là mai mà mình nấu cái món canh mà không có ngò rí bỏ vào thì mình lại không có chịu được, nên là nhiều khi mai lại phải đi mua tiếp. Đó, tuy nhiên thì nếu mà mình không có muốn kiểu là ăn bài bản quá thì mình có thể chấp nhận được, nhưng lâu lâu nhiều khi nhiều món á mọi người thiếu một vài cái á, mình ăn không có thấy ngon á, nên mình cứ phải ra chợ mua mua đầy đủ. Nói chung là để một tuần á, hai vợ chồng mình mua đồ ăn hàng ngày này hết bao nhiêu, cũng khoảng tầm 150 đồng đó, đổ lại kiểu vậy. Còn các cái tiền mà đi ăn ngoài hoặc là ăn những đồ vặt lung tung nữa thì mình chưa tính vào, cũng tùy nữa, có tuần thì ăn nhiều, có tuần thì ăn ít, mà cũng tầm cỡ đó thôi. Và ăn rất là thoải mái và đồ ăn ngon nữa. Và với cái số tiền như vậy mà ở bên Mỹ mà ăn, hai vợ chồng mình ăn như vậy thì không, nó không có nhiều, nó cũng bình thường như là bao người dân khác thôi, không 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 có là nhiều. Nhiều nhà người ta mua đồ ăn ghê hơn nhà mình nữa kìa. Giờ bây giờ mình xin được phép dừng cái video này tại đây nha. Thì mà mình sẽ phải sắp xếp đồ này vào tủ lạnh này, và cái gì cần rửa thì phải rửa này, cái nào mà xếp vào tủ đông thì xếp vào tủ đông này đó, phải sắp xếp. Nó cũng là một công việc. Là bây giờ mình sẽ tắt và mình đi làm đồ ăn.
để mà quay clip lên cho các bạn coi tiếp nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai nha. Nhấn like nếu bạn yêu thích cái video này và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt các bạn.